Thì cách đi của con chuột này thì các bạn bật công tắc lên thôi, bật công tắc lên thì nó chạy. Đây, bật công tắc lên. Ba mẹ mà làm công ty, đó, những ba mẹ mà không có cái thời gian mà đi mua đồ chơi cho em á, thì mình cũng có thể hình dung được cái sản phẩm này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi nữa. Đó là con chuột chạy pin. Đó. Thì trước tiên để mình giới thiệu về con chuột chạy pin này á, khi cái mẫu heo 3181, khi cái mẫu heo chạy pin năm nay là năm con heo. Năm nay là năm con heo, tức là năm 2019 là năm Kỷ Hợi nên là sản xuất con heo. Thì cái thời gian mà con heo này sản xuất ra các bạn là nó có từ lúc trước cái Noel năm 2018 á. Trước cái Noel năm 2018 là cái mẫu heo này nó rất là hút hàng. Và nó hút dài đến cho hết trọn năm luôn các bạn. Nhưng mà mẫu heo này rất đẹp. Thì đến năm 2020, năm nay con chuột có chuẩn bị ra nên cái mẫu nó ra sớm. Nhưng mà về sau, về tương lai á, về tương lai thì không biết là cái mẫu nó có ra khác nữa mẫu này không thì không biết. Nhưng mà trước mắt á, cái mẫu con chuột này nó về thì mình cập nhật cho các bạn xem. Tại vì năm sau là năm con chuột rồi, thì đầu trên sẽ ra con chuột đó. Còn về tương lai mà cái mẫu mã nó có mới hay là nó có ra như thế nào thì mình không biết. Khi nào có thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem, cho các bạn biết trước. Rồi, nói tóm lại á, cái những cái mặt hàng sản phẩm dùng pin này á, thì nó dùng tới dùng lui được mấy chức năng các bạn. Nhưng mà mình giới thiệu ở đây đó là mục đích đó, là nếu những các bạn nào á, những các bạn mà ba mẹ không đến trực tiếp được cửa hàng đồ chơi á, thì mình làm những cái video này ở đây để chi. Mình làm những cái video này lên để cập nhật những sản phẩm. Mà những sản phẩm này thì nó giống như cái sản phẩm mà mình đã đăng trên web. Những sản phẩm này cũng giống tại cửa hàng, để chi để tiết kiệm được cái thời gian và chi phí đi lại cho các bạn. Tại vì thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 thì cái gì nó cũng phải là qua mạng các bạn. Nên mình giới thiệu cái sản phẩm này đây để cho các bạn nhìn thấy rõ và cụ thể hình dung được cái sản phẩm đó trước khi các bạn lấy về bán, có muốn lấy về bán hay không nha. Nhà mình cũng thường xuyên cập nhật những mẫu mã mới, những mẫu mã nào đẹp, những mẫu mã nào mới và hot nó ra thị trường thì mình sẽ cập nhật lên đó. Và trong cái thời gian mà mình có thời gian được rảnh nữa thì mình sẽ phối hợp những các con với nhau để tạo ra những cái video mà giải trí cho các bé đó. Còn cái thời gian mà như cái hàng này vừa về thì mình cập nhật liền để cho các bạn biết được cái sản phẩm đó. Đó, thì con chuột dùng pin này thì nó cũng giống như những cái sản phẩm đồ chơi khác thôi các bạn. Đó. Thì nó cũng giống như những cái sản phẩm như con heo chạy pin 3181 nè, rồi con heo 6628A, ngựa pony, khủng long hay là tê giác thì cái chức năng cũng giống vậy thôi. Mình nói cái chức năng giống có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cấu tạo nó cũng giống như hệt nhau các bạn. Đó, nó cũng xài pin, xài pin và nó cũng có công tắc, thì nó cũng chức năng là đi hát nhạc, đèn led nhạc các bạn. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu về chi tiết kích thước cũng như là cách hoạt động của con chuột này cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu về kích thước và cái cách hoạt động thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết trước là cái số lượng của sản phẩm. Số lượng một thùng tức là bằng 216 con. Nha các bạn. Số lượng một thùng là 216 con nha. Đó. Rồi, thì mình sẽ cho biết về kích thước và cụ thể nó. Tại vì sao? Nếu như mình giới thiệu ở đây á, mà mình không đo về kích thước á, nhiều khi các bạn có nghĩ rằng mình dùng một video mình phóng to hay là thu nhỏ gì đó thì cần các bạn cũng không có chính xác được. Nên mình đo trực tiếp trong cái video này để cho các bạn hình dung được sản phẩm. Mà để anh chị để cho tiết kiệm được cái chi phí cho các bạn khi các bạn không có thời gian đến cửa hàng hoặc đến những tiệm đồ chơi lân cận đó, hoặc là những ba mẹ mà làm công ty đó, những ba mẹ mà không có cái thời gian mà đi mua đồ chơi cho em á, thì mình cũng có thể hình dung được cái sản phẩm này mà có thể nếu thấy đẹp á, thì mua em chơi. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ đo về kích thước nè. Đây các bạn, mình sẽ đo trực tiếp bằng cái thước này cho các bạn xem nha. Thì kích thước của sản phẩm này á, mình sẽ đo được mình đo chiều dài trước cho các bạn xem nha. Cái chiều dài này á, của con chuột có cái chiều dài là bao nhiêu các bạn? Đây. Nhiều khi những cái trang trên mạng á, kích thước các bạn không tin tưởng rằng kích thước là nhiều khi kích thước ảo. Nhưng mà mình sẽ đo trực tiếp cho các bạn xem nè. Đây các bạn, đây tính từ cái mũi qua cái đuôi nha các bạn. Tính từ cái mũi qua cái đuôi. Đây các bạn có hình dung là nó gần khoảng cỡ 16 cm nha các bạn. Đây cái chiều dài bằng 16 cm nè. Rồi các bạn hình dung nha. Đó. Rồi,
cái chiều cao của cái sản phẩm này, cái chiều cao mình tính từ cái chân lên nha các bạn, từ cái chân lên tới cái đuôi, cái lỗ tai nè, cho các bạn xem. Đây các bạn, đây cái chiều cao của nó là gần 9,5, gần 1 tấc các bạn, gần 10 cm. Rồi các bạn hình dung cái nha, chiều cao nha. Rồi cái bề ngang của sản phẩm này, bề ngang của sản phẩm này có kích thước mà mình đo từ hai cái chân qua này các bạn. Đây gần 7 cm nha các bạn. Đây các bạn hình dung ra nha. Đây gần 7 cm. Rồi ok các bạn. Thì cái sản phẩm này mua về á thì nó nằm trong một cái bọc giống như này các bạn. Nó nằm trong một cái bọc đó. Và nó có một cái sợi dây nữa. Thì các bạn mua về các bạn tháo bọc ra thì bên trong nó có một cái sợi dây nè. Đó. Một cái sợi dây. Đây. Sợi dây này làm gì các bạn? Sợi dây này chúng ta buộc vào cái lưng của con chuột nha các bạn. Buộc vào cái lưng của con chuột. Đây. Chúng ta buộc vào để làm chi các bạn? Để khi các bạn á dắt con chuột đi chơi, đi chợ đi chơi đó. Hoặc là mình đi bán, đi buôn, hoặc là ba mẹ dắt, để ba mẹ dắt con em chúng ta đi chơi cho con em chúng ta buộc chỗ này nè. Để anh chị, để khi đi công viên á, đi ra công viên mà đông người á thì mình con chuột vừa đi mà con em chúng ta vừa tắt dắt dây nó, dắt dây đi tới thì nó sẽ không bao giờ lạc con chuột của chúng ta đó. Hoặc là con em chúng ta sẽ rất là tận tiện đi đây đâu đó. Rồi ok các bạn, thì về cách hoạt động của con chuột này á thì thế này. Con chuột này dùng được hai viên pin nè, hai viên pin à, một hai nè, hai viên pin, sử dụng pin con ó nha các bạn. Con ó đây được lắp dưới bụng, nên nhớ là cái bề bằng của đít pin là lắp theo cái lò xo nha các bạn. Nhiều khi mình mua về mình lắp sai cái chiều dấu nó là nó sẽ không lên đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem hình dung cái hình dáng cụ thể chi tiết nó qua một nét, rồi mình sẽ cho các bạn thấy về cách đi của con chuột nha, cho các bạn xem như thế nào nha, cho các bạn thấy cách chơi của con chuột. Đây thì cái sơ nét của con chuột các bạn nhìn đây đó, hai lỗ tai nè, công tắc ở dưới đít nè, công tắc nè. Và sản phẩm này có 3 màu nha các bạn, 3 màu. Thứ nhất là màu hồng nè, màu hồng ha, thin ha, màu red nè là màu đỏ nha các bạn. Và màu thứ hai là màu cam. Màu cam là na ná, nó phải là màu cam mà nó na ná ná giống như màu sữa. Nhưng mà thực chất ở ngoài mình nhìn là nó hơi màu cam cam nhẹ nhẹ các bạn. Cam nhẹ thôi chứ phải cam nặng nha. Màu nhạt thôi chứ phải là màu đậm. Đó, các bạn nhìn hình dung cái màu nha, 3 màu. Rồi. Thì cách đi của con chuột này thì các bạn bật công tắc lên thôi. Bật công tắc lên thì nó chạy. Đây. Bật công tắc lên nó chạy. Bật công tắc nó chạy các bạn. Đó, cái nhạc các bạn nhìn thấy rõ không? Cái nhạc thì như vậy đó. Số lượng là 1/216 con nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn nhìn đây. Rồi mình sẽ cho các bạn xem về cái cách đi của con chuột cụ thể luôn nha, cho các bạn thấy rõ mà. Rồi, nó tóm lại là con chuột nó chỉ có mấy chức năng như vậy thôi các bạn. Nó xài hai cục pin, một thùng nó 216 con. Đó, các bạn lấy lẻ, lấy số lượng gì cũng được. Đó, một thùng 216 con, hai cục pin lắp ở dưới bụng. Rồi ok. Nó bật công tắc lên để đi vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video nha.